Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 11. Tôi nương náu mình ở Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta, hãy trốn lên núi ngươi như con chim? Vì kìa, kẻ ác dương cung, tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Chương 18. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giê-xu, cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến, nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán rằng: còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm.
Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Kế đó Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: này, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đuôi ngồi xin ở bên đường. Nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng: ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người đuôi bèn kêu lên rằng: lạy Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi, song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: lạy con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần thì Ngài hỏi rằng: ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Chương 21. Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sa-ra thọ thai, sinh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sinh cho mình là Y-sác. Đúng 8 ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Y-sác ra đời thì Áp-ra-ham đã được 100 tuổi. Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười, hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng: há ai dám nói với Abraham rằng Sara sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. 9 ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sara thấy đứa trai của Aga người Ai Cập đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng: hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Be'er-sheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn, vì nói rằng: ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng Aga mà phán rằng: hỡi Aga, ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn.
Đoạn Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra, nàng bèn thấy một cái giếng nước và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên ở trong đồng vắng và có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran, mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ai Cập. Về thuở đó, vua Abimelech và Phi-côn quan tổng binh mình nói cùng Abraham rằng: Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Abraham đáp rằng: Tôi xin thề. Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng: Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó, chính ngươi chẳng cho ta hay trước, ngày nay ta mới rõ đây mà thôi. Đoạn Abraham bắt chiên và bò dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy, thì vua Abimelech hỏi rằng: Làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra vậy? Đáp rằng: Xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà chính tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng này. Bởi cớ ấy nên họ đặt tên chỗ này là Be-e-sheba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy hai người kết ước cùng nhau tại Be-e-sheba. Đoạn vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy trở về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Be-e-sheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistin. Chương 22. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha. Người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Jehovah từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Jehovah phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian
đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ, họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Abraham tin này rằng: Này, nàng Minca cũng sinh con cho em ngươi là Naco. Con trưởng nam là Uxơ, em trai là Buxơ, Kemuel, cha của Aram, Geshet, Haso, Phindad, Jitlab và Betuel. Betuel là người sinh Rebecca. Minca sinh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reuma cũng sinh con là Teba, Gaham, Tahach và Maaca. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.